Ngày cuối cùng của tháng 1 âm lịch, cầu giao này may mắn ngút trời, được thần tài chiếu cố, tiền bạc ùn ùn kéo đến, tiền tiêu ba đời không hết. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong cuộc đời cũng mong muốn mình gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Nếu như không được giàu có như bao người thì ít nhất cũng có được cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình sung túc, đầy đủ nhưng nhờ có tính cách vàng mà cuộc sống dù khó khăn mấy cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Họ vốn thông minh, vì vậy chỉ cần gặp được thời cơ tốt thì cuộc sống khổ mấy cũng sẽ thăng hoa. Tử vi học có nói trong năm, nhiều người phải đối mặt với khó khăn, thử thách, có người còn gặp khủng hoảng về tài chính, mất mát về tinh thần, nhưng chỉ cần vững tâm thì mọi thứ sẽ vượt qua. Thế nhưng, trời sinh con giáp này hiền lành nên được trời ban nhiều phước lành trong tháng. Trong ngày cuối cùng của tháng 1 âm lịch, con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, thời điểm này bản mệnh sẽ tìm được cơ hội đổi đời. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xem đó là con giáp nào. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Sa Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Quý vị thân mến, mặc dù tháng đầu năm là thời điểm nhiều người còn khá trì trệ, muốn tĩnh, không muốn động do quan niệm tháng riêng là tháng ăn chơi. Nhưng với người tuổi Hợi, bạn hiểu được cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn, nên luôn tranh thủ từng cơ hội có lợi cho mình. Cũng chính vì thế, những ngày cuối cùng của tháng riêng là thời điểm mà tuổi Hợi đổi đời, gặt hái trên nhiều phương diện. Cộng thêm sự tác động của quý nhân nhị hợp càng giúp con giáp phát triển hơn nữa. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Trong ngày cuối cùng của tháng 1 âm lịch, tiến trình sự nghiệp của người tuổi Hợi có những bước đi lên đáng kể. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, điều này tạo ra động lực rất lớn để bản mệnh luôn luôn phấn đấu vươn lên. Thời điểm này, mệnh chủ được cục diện nhị hợp che chở, điểm báo rất vượng vận quý nhân làm công việc lớn nhỏ gì đều có sự trợ giúp, nên mọi việc tiến triển khá suôn sẻ, nhưng chủ yếu vẫn là sự nỗ lực của chính bạn. Mặc dù đầu năm là thời điểm nhiều người còn khá trì trệ, muốn tĩnh, không muốn động. Nhờ sự xông xáo của mình, công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn thấy kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến của bản mệnh vì thế mà rộng mở, hay mạnh dạn đề xuất ý tưởng, phương thức làm mới, thay đổi tư duy và cách làm việc chắc chắn, bản mệnh sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái. Hơn nữa, bản mệnh biết cách thuận theo chiều hướng phát triển mà lựa mình, linh hoạt thay đổi để không đánh mất bản sắc mà vẫn gây được sự chú ý nhất định. Trời không phụ lòng người có công, dám nghĩ dám làm sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhớ là đừng lúc nào cũng chỉ chọn việc mình thích để làm. Như vậy chẳng khác nào bạn đang tự giới hạn bản thân. Hãy thử thách khả năng của mình nhiều hơn để thử xem bạn có thể tiến xa tới đâu, bứt phá khỏi giới hạn an toàn và bạn sẽ đạt được những thành quả rất đáng tự hào. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Hợi về tài lộc, chẳng những công việc mà phương diện tài chính của con giáp này cũng đón nhận nhiều tin vui trong những ngày cuối cùng của tháng. Cả chính tài và thứ tài đều khả quan. Nhờ có các tinh thực thần soi chiếu, tài lộc chuyển biến tích cực và ổn định. Các nguồn thu trong thời điểm khá dồi dào, đến từ nhiều nguồn chứ không chỉ từ công việc chính, rất thích hợp cho việc đầu tư, mở rộng kinh doanh, sản xuất.
khi nhiều cơ hội kiếm tiền xuất hiện, đặc biệt là bạn sẽ có quý nhân ở bên trợ giúp, nhờ thế mà chuyện làm ăn thuận lợi và suôn sẻ. Cùng đà phát triển này, bản mệnh có thể thực hiện kế hoạch đầu tư hay mở rộng quy mô kinh doanh của mình thoải mái. Trong quá trình thực hiện, có thể không tránh được gặp chút trục trặc, nhưng bản mệnh nhanh trí xử lý, lại thêm các khí vây quanh, cuối cùng đâu sẽ vào đó đạt kết quả mãn nguyện. Tài khí đừng lúc vượng, nhưng nếu không có kế hoạch tài chính rõ ràng, nguy cơ hao tài vẫn luôn rình rập với bản mệnh. Nhất là khi tháng đầu năm, bản mệnh sẽ phải bỏ tiền túi cho những khoản chi tiêu không thể tránh. Do đó, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cố gắng tích lũy cho tương lai thì không có gì phải lo lắng. Để kích vượng tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Đồng thời, vòng còn giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, căn lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình duyên, tử vi 2021 nhận thấy phương diện tình cảm của người tuổi Hợi trong ngày đầu xuân năm mới có nhiều bước chuyển mình. Sao Thái Âm phù trợ nhân duyên xuất hiện trong tháng này giúp bạn đón nhiều tin vui về tình cảm, đặc biệt là nữ mệnh. Bản mệnh tâm tình vui vẻ, tràn đầy sức hút, nhân duyên khác giới, ngày càng vượng, có nhiều cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân. Với người đã từng bị tổn thương trong tình yêu, đây là dịp tốt để gác lại quá khứ, mở rộng trái tim, đón nhận tình cảm mới. Lương duyên có thể đến từ việc tình cờ gặp gỡ hoặc qua giới thiệu mai mối. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng nên mở lòng để đón nhận, sẽ có những trải nghiệm thực sự thú vị trong đời. Mối quan hệ vợ chồng hài hòa, cùng cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình và nuôi dạy con cái. Chỉ cần giữa hai người luôn có sự cảm thông và chia sẻ, thì việc gì cũng giải quyết ổn thỏa, sóng gió nào cũng sẽ qua. Để kích hoạt tình duyên, cải vận đào hoa, thì bản mệnh hãy mang bên mình vòng tay tam giác khai vận, hợi, mão, mùi. Vật phẩm sẽ giúp bạn hóa giải thị phi, xung khắc giữa các con giáp và tăng cường các mối quan hệ. Quý vị thân mến, không may mắn được như tuổi Hợi, những người tuổi Tỵ còn không thấy điểm sáng nào trong suốt vận trình tháng 1 âm lịch. Vận trình của người tuổi Tỵ trong tháng Canh Dần này biến động khá mạnh, thăng trầm khó đoán, cộng thêm sự xuất hiện của thiên quan là điềm báo tiểu nhân vận khá vượng, cạnh tranh tăng lên, cạm bẫy đầy rẫy, khó khăn chống chất khó khăn. Để có thể tìm hiểu rõ hơn vận trình của người tuổi Tỵ sẽ gặp phải chuyện gì và cách hóa giải ra sao thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Tuổi Tỵ là những người khôn khéo, khéo léo và mạo hiểm, họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của 12 con giáp, vận trình của người tuổi Tỵ trong 15 ngày đầu tháng này biến động khá mạnh, thăng trầm khó đoán, cần hết sức lưu ý để có sự chuẩn bị tốt nhất. Do sức ép của cục diện thái tuế tương hại, nhưng chủ rắn rất dễ vướng vào tranh chấp hoặc rắc rối thị phi, gây hao tổn cả tinh thần và tiền bạc. Mới là đầu năm, nhưng công việc của bạn đang trong giai đoạn thử thách, phải đối mặt với nhiều trở ngại. Lại thêm sự xuất hiện của thiên quan là điềm báo tiểu nhân vận khá vượng, cạnh tranh tăng lên, cạm bẫy đầy rẫy. Bạn cần chú ý từng lời nói, hành động của mình, đề phòng bất trắc. Tuy nhiên, trong hung tàng cát, nhờ nguyệt lệnh lâm trường sinh lại thêm hai cát tinh thiên đức, thiên vu nâng đỡ, nên vận khí của bản mệnh nhanh chóng phục hồi, lúc nguy cấp được quý nhân đưa tay giúp đỡ, vượt qua nghịch cảnh. Thậm chí nếu làm tốt, màn xoay chuyển tình thế của bạn sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, rất có lợi cho đường tiến thân sau này. Sau đó, dù trở lực lớn đến đâu cũng đừng vì thế mà nản lòng, vì gì rồi cũng có cách giải quyết, chớ bao giờ nóng vội. Trong thời điểm này, những chú rắn cũng đừng trông chờ quá nhiều vào sự giúp đỡ của người khác, mọi việc tự lực cánh sinh sẽ đảm bảo kết quả chắc chắn. Bạn càng thể hiện được sự chủ động và độc lập của mình thì khả năng thành công lại càng cao. Không như vậy, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương hại nên tinh thần có phần sẽ bị kích động, khó giữ được bình tĩnh và sáng suốt. Điều này sẽ tác động trực tiếp lên vận trình tài lộc của bản mệnh. Công việc nhiều trắc trở cũng ảnh hưởng một phần đến tài lộc của người tuổi Tỵ. Trong tháng không có tài tinh chiếu mệnh, thu nhập chủ yếu dựa vào chính tài, có thứ tài khá ảm đạm, không có nhiều cơ hội kiếm tiền. Các khoản chi tiêu trong tháng vẫn gia tăng, cần có kế hoạch tài chính cụ thể, tránh hao tài.
May mắn là chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ tiến triển theo chiều hướng tích cực trong tháng 1 âm lịch. Các mối quan hệ hài hòa, mâu thuẫn giữa các cặp vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái sớm được hóa giải. Người độc thân được mai mối, giới thiệu nhân duyên tốt, hứa hẹn trải nghiệm bất ngờ. Để có một tâm lý vững vàng, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn và có thể phát triển vượt trội khi bước sang năm mới, thì người tuổi Tỵ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ khi giải quyết mọi vấn đề, công việc vì thế cũng được hanh thông, thu hút tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt ở pháp khí còn hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí và mang lại bình an cho người tuổi Tỵ trong năm 2021. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.